ta là vua đây, ta là vua quốc ông bệ hạ. Rồi ok, tiếp theo phần khó hơn, anh nói đùng thì các bạn, còn anh thì các bạn, là đơn giản đúng không ạ? Chuẩn bị, tên đùng á, đùng á, đùng đùng á á. Ta là vua thôn Tâu Bệ Hạ. Đông 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 Á Đông Á Đông Á. Ta là vua, ta là vua, ta là vua thì sao? Ta là vua thôn Tâu Bệ Hạ. Đông Đông Á, đùng đùng á. Hay, xuất sắc. Hơi hay rồi đó. Tôi cần. Cần một đội 4 thành viên. Ai bị lẻ là lỗi. Tôi cần. Cần 4 thành viên nam chia đều vô 4 đội còn lại. 4 thành viên nam nếu không đồng ý sẽ bị hỏa thiêu. Chia 4 anh nam này ra. Rồi, tôi cần. Cần 4 đội ngang ra. Đứng ngang đều ra. Sau đây là, ủa, cho bạn nam vô giữa. Và chúng ta sẽ có một trận đấu liên quan tới biển. Và bốn đội là đại diện của bốn chiếc tàu cướp biển. Mỗi đội sẽ chọn danh một cái tên của tàu kìa. Tàu gì đây? Tàu hai chữ thôi, tàu gì? Chiến thắng tàu gì? Ti tiên. Rồi ta đọc lộn thành ti tiện chết luôn ha. Ti tiên đúng không? Tàu gì? Chiến lớn tàu gì? Tàu gì? Nam.